Hello, chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng mình đi bắt ốc nha cả nhà. Chào cả nhà nè. Hello cả nhà. Có không? Còn vậy hả? Mới được mấy con hả cả nhà ơi. Ốc bu không hả chồng? Không, nhỏ thích ăn con nhỏ nhỏ. Nước ra vô cũng sình quá hả chồng ha. Ngày sáng có người xịt rồi. Sáng giờ mình chắc nước á, cái con người ta bắt trước rồi cái này. Ủa chồng ơi, có con ốc lát nữa hay gì hả chồng? Ừ, có. Ủa dính được con cá lạc hả? Cua nữa. Mò mò thử con hồ có dính cá gì không. Cái mùi hồ có ốc bu cũng có hoài luôn. Đúng không? Bữa hổm mình bắt một lần rồi. Mình bắt hoài mà nó vẫn còn hoài nha. Ốc bu vàng ít rồi, ốc bu nhiều. Cái gì? Sạch hả? Dạ. Chồng một chút có cái hang này nè. Mò thử coi nó có vô hang này không? Chạy suốt trên đó đó. Cái lóc nhỏ. Ừ. Hay quá ta. Cái vô hang. Không lẽ hồi nãy là nó? Không, bự hơn. Bự hơn nó hả? Biết có cá tranh thủ để bắt một con kịp. Trứng ốc bu này cả nhà, mới đẻ này. Mình để cho nó nở đậy lại. Ốc cái này là đẻ trứng lớn đó. Cả nó lại đẻ rồi đó hả? Con mình bệnh luôn trước ha. Trước cái lóc to. Cá sạch nước nhiều quá khó bắt. Chạy này là ngon. Cũng bự ha. Ngoài cạn lúc này nước nhiều quá. Ngoài cạn khô. Đây là lấy ốc cừu. Ngoài cạn lên tới đây. Cái này chạy nhiếc chạy luôn. Chạy sao không thấy đục nước không chứ? Nước sâu quá. Sâu quá. Hai xịt cỏ không chết. Chết là ủ câu sụp. Nãy giờ mới dính được cặp ốc vàng. Nãy đây có một cặp. Thì bắt hát luôn. Con đùng. Con đùng. Vậy là người ta ủ bắt ốc của mình. Cặp ốc bu hả? Vậy mà giải nó đi vườn. Chồng còn ốc chứ lắm. Mà nó rậm ghi quá. Ê, con cá sạc không? Có cá sạc ở trong thân không? Mấy. Được cặp ốc vàng bự quá ha.
Còn thoải mái chưa? Hồi nãy giờ được nhiêu đây nè cả nhà? Đó, thôi giờ mình về thôi. Mình đi trước đi, để mình đi cắt xả vô luộc ốc nha cả nhà. Đó, giờ mình đi cắt xả. Xả bụi nhỏ ha, ăn hết xả bự rồi. Hết xả bự. Người ta bán sơ dừa. Nghe chào cả nhà nè. Con xin chào cả nhà. Cây atiso của mẹ. Cây này nhỏ chưa có trái. Đẹp ba có trái ở đây. Có trái không gì? Chưa có trái mà. Cây nhỏ mà. Đây có trái nè ba. Bên đây có trái hả? Dạ. Trái này nhỏ xíu. Cây nhỏ mà. Cái này nè, bự hơn nè. Có mấy trái ớt chín. Rất nhiều là nước mắm xả. Rau của mẹ nè. Mẹ trồng cải, trồng hành nhóc hết trơn. Đây là cải bông cái gì á. Ốc mình bắt đây nha cả nhà, mình chẹt tít này nè, giờ mình luộc chứ xả nha cả nhà. Đó, xả, luộc xả thôi. Mình cho vô miếng nước rồi dễ chín nha cả nhà. Đây, mẹ gói bánh tét. Lễ này mấy chị về chơi nha cả nhà, mẹ nấu nồi bánh tét. Bên kia mình luộc ốc. Ở bên đây luôn, khỏi cần ống quẹt luôn. Sẵn chỗ. Lấy củi luôn nè. Củi này cháy sẵn nè. Có cái củi này sẵn, củi nhỏ. Ăn cắp củi bên nồi bánh tét, đưa qua nồi ốc. Khói quá chừng khói à. Nghiêm hả? Để miếng hạt nghiêm. Để miếng hạt nghiêm cho nó ngọt ngọt ốc nha cả nhà. Con gái chứ không con gái mình để tiêu vô ha. Đúng rồi. Rồi, mình để đây chờ đợi thôi. Khói quá. Ở ngoài trời đang mưa lâm râm nữa ta. Rồi để đi mình đi làm nước chấm ha. Ừ. Trong khi chờ đợi mình làm chấm xả đi. Gì nước mắm xả hả? Nước mắm xả. Không ăn đường khỏi bỏ đường ha. Khó bỏ đường. Chanh chua chua ha. Ừ. Chua cay. Ngon, chua cay.
ớt hiểm, ớt hiểm cay. Thử coi. Ngon. Tự mình làm tự mình khen luôn. Thơm quá ha. Thơm. Nghe mùi xả. Chua cay. Chín rồi đó. Khô nước rồi. Nãy chế nước rồi còn không nhé. Nãy chế cũng ít nước. Nông hỏi. Con bự mà không được mập hơn hết ta. Mà mấy con này vừa vừa ngon nè. Ốc mình bắt về luộc xả chín nha cả nhà, mời cả nhà dùng với gia đình nhỏ của mình nha. Khi ăn con ốc bự hay cái ốc nhỏ? Ốc nhỏ. Nhỏ ha. Qua, bỏ cái ruột kia ha. Qua. Nóng quá. Chặt cái đít này nó ra ruột. Ra ruột. Rồi, nè con. Mời cả nhà ăn ốc với con. Hỏi nha, để nóng nha. Ốc mới bắt mập hết sức luôn. Mày cả nhà ăn ốc nha. Mập nè cả nhà. Trắng mập. Chấm dứt nước mắm xả ớt nha cả nhà. Ốc mới bắt mập. Wow. Xả nè. Mời cả nhà ăn với mình nha. Ớt nó ngọt, xả nó thơm. Chua chua có chanh nữa cả nhà. Ớt theo theo, quá tuyệt vời luôn á. Hấp miếng nước thôi. Quá ngọt luôn cả nhà ơi. Không nghe. Cái nước mình để thật niêm á, ngọt ha. Ở ngoài trời đang mưa lâm râm á cả nhà như ồn ồn thông cảm nha cả nhà. Dạt đít nó ra, ốc ngâm sạch nó trắng tươi luôn cả nhà. Chấm nước mắm xả ớt, ăn ngay trời lúc mưa bão, tuyệt vời luôn. Mẹ ơi, lấy cho con hút nước. Bắp nó mập ngon. Hết nóng rồi bà. Hết nóng rồi. Con gái gì? Ăn hút nước nữa không con? Ốc này có thời gian hấp tiêu ngon ha. Con gái không ăn tiêu được, không ăn cay được, chúng thôi mình hấp tiêu. Em thấy người ta nướng cũng ngon nữa chồng. Luộc lên sơ sơ cái lát cái mài nó ra. Để gia vị thì lên. Để lần sau đi, lần sau miếng còn ốc thì nướng. Quẹt có xả xả, cũng ngon. Chấm rồi. Lúc còn ốc luôn. Nè, con đây là con nó bự lắm nha. Bự nó hơi dài nha. Ba. Đây cái ruột cho con gì? Dạ, ba ăn luôn đi. Ba ăn luôn á hả? Dạ, con ốc bự cho mà. Ốc bự quá hả? Vậy con cầm đi, con lấy ốc nhỏ thôi. Lấy ốc bự cũng chê cả nhà. Nó không dám ăn ốc bự. Này, con này mẹ lấy con nhỏ cho con nha. Nè, con này gọn gọn nè. Con bự lẻ con. Mẹ lấy, mẹ lấy ruột thôi. Wow. Mà cả nhà con nữa nghe cả nhà. Cái này mà có xì ruộng nữa quá ngon luôn. Không sao chứ. Con cầm chắc nha. Con ốc này nó
ăn dễ ngán hơn ốc bươu vàng ha. Ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng đó cả nhà, ít người ăn lắm, tại vì ta thấy nó cái trứng đỏ đỏ nó ghê á, cái thật sự nó ăn rất là giòn luôn. Mà con ốc này lại nhớt nha, còn con ốc bươu vàng nó ít nhớt, ai mà không có ghê á, ăn con ốc bươu vàng nó giòn hơn con này nữa. Mỗi con có cái vị ngon khác nhau. Con kia thì nó giòn, con này thì nó ngọt, nó dai dai. Nhưng mà con này có nhớt như thế nha. Ốc cỡ này ngoài bán giá 70-80 nghìn ký á cả nhà. Cái ao của mình nuôi đằng ruộng á, lâu lâu người ta nhử người ta bắt hoài à. Hôm qua mình chắc nước cạn ra mình mới đi bắt. Con nhỏ nhỏ là bán 50-40 nghìn ký à. Con bự là 70-80 luôn á. Đúng rồi, nó không bự là mắc nha. Nó đắt mặt quá ha, sống tươi. Mẹ ơi mẹ, ốc con là bự chị bán như vậy nè, ốc này bự hơn nè. Ngon quá. Ba, phải ba ăn con ốc của này nha. Nè, như nè. Cái gì? Ngon quá vậy. Ngon quá hả? Ngay anh chờ 15 gram luộc ốc ăn ngon quá cả nhà ơi. Video mình cũng dài rồi, xin kết thúc video đây nghe cả nhà. Hẹn cả nhà trong video sau. Bây giờ thì gia đình mình bye bye, chào cả nhà. Bye bye.